Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Đấy, thì ngày hôm trước thì mình cũng có làm về ra đi rừng mùa mới rồi. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió một xíu, mình cầm ra đi đường Caesar nhé mọi người. Thì trận đấu ngày hôm nay thì mình gặp kèo với vị tướng đó chính là Triệu Vân nhá. Nói chung là hồi trước thì mình cũng có một vài anh em hỏi mình đi với Triệu Vân như thế nào rồi. Thì tiện thể hôm nay thì mình đánh đường trên mình gặp Triệu Vân thì mình sẽ chỉ anh em luôn ha. Nói chung là anh em chơi với con gì cũng thế thôi. Anh em phải biết nó có chữ thứ thức gì. Lúc nào anh em cần lui một nhịp, lúc nào anh em cần đánh luôn là được. Đấy, như con Triệu Vân này nó chỉ có cái chữ cuối thôi. Còn đầu game thì nó chưa lên cấp 4 thì mình cứ thoải mái đổi máu với nó ha. Rồi pha này mình sẽ đợi nó ra farm trước, mình gõ nội tại trước một cho lời máu nhá. Nhưng mà có vẻ nó không ra rồi nên là chắc chắn là tôi phải ra tôi lát hit lính thôi anh em ơi. Đầu game á, anh em chịu khó lát hit lính thật chuẩn vào. Còn bây giờ tôi lên cấp 2 rồi á, chắc chắn là tôi sẽ thoải mái đổi máu với Triệu Vân thôi. Đó, pha này mình vừa lời được máu của nó này, mình vừa khiến Triệu Vân mất một con quái ấy. Là coi như là mình lời lượng vàng rồi anh em ơi. Đó, anh em cố gắng nhá. Cứ đầu game thì cứ đổi máu với nó đi. Còn lên cấp 4 á thì anh em thấy đập chiêu cuối thì anh em lui một nhịp, đừng cố rướn đánh. Anh em càng rướn đánh lại anh em càng lỗ máu đấy, nên là cứ thấy nó vào chiêu cuối là anh em chạy đi một nhịp đã. Xong rồi đợi cái thanh chiêu cuối hết rồi á thì anh em mới bay vào đánh tiếp ha. Như pha này nó vào gõ chiêu thì mình sẽ lui tạm một nhịp xí nha anh em. Bởi vì mình biết á, có Triệu Vân này khi bật chiêu 2 lên á là nó sẽ có cái nội tại tăng tốc độ đánh, mình cứ đợi tầm khoảng 1 2 giây đi mình quay lại gõ chiêu thì lúc mình sẽ lời hơn ha. Rồi pha này chắc là tôi sẽ tốc biến chiêu 1 để tôi đây này, đánh cửa cạnh. Ui trời ơi, thiếu một tí máu kìa. Rồi xong Kera ra rồi anh em ơi, pha này chắc cút rồi. Rồi né cái này. Mà thôi hết cứu rồi anh em ơi, thôi không còn chiêu nữa, pha này đi rồi, hơi đen. Đấy, chung là tôi không biết cái pha đó tôi tốc biến có dư không nữa, nhưng mà thôi kệ đi anh em. Nói chung là vẫn là hơi đen xíu. Trời ơi, kiểu gì mình đã canh còn tí máu thế mà mình bổ, mình đánh thường cái vẫn còn một chấm máu ạ. Xui vai. Rồi, đấy, nói chung là anh em đi với Triệu Vân thì anh em cứ làm y chang mình nói là được rồi. Còn việc bây giờ anh em chỉ cần theo dõi mình để xem mình di chuyển như thế nào là được ha. Rồi, hay rồi, tem mình ở dưới thì cũng ăn được mạng của Van Heo rồi, nhưng mà bù lại thì gia tạo phải đổi mạng mọi người ơi. Không sao nhá, nói chung là tem mình đang có lợi thế về lượng máu nên là chắc chắn là sẽ ăn rồng đó mọi người. Nên mà mình cứ kệ đi, tầm này đầu game mà ăn được con rồng là coi như là rất là lời rồi. Mình chỉ cần cố gắng làm sao á, tí nữa mình sẽ đè Triệu Vân một xíu. Mình không cho Triệu Vân nó farm nhiều nhiều hơn mình nhá. Bởi vì cơ bản là anh em biết rồi, một khi mà mình đã ép lên rồi á thì mình phải ép cho nó phế xíu, xong mình sẽ được có lợi thế di chuyển ha. Phát này thì tôi sẽ xuống đây tôi nấp cái bụi này, bởi vì tôi đoán là Kera sẽ vào đây nó sẽ đổi ăn con Caesar đó, nên mình sẽ nấp trước ha. Mình nghĩ nó sẽ qua đó mọi người, nên là mình binh rừng mình qua đây trước này. Không biết không, rừng có hiểu ý không? Rồi xong rừng mình không hiểu ý rồi, qua đánh luôn. Rồi nó còn chiêu 2 hay sao á, bộ luôn này. Ui nó còn chiêu cuối à. Thôi không sao anh em ơi, tôi tưởng nó bật chiêu cuối từ lúc chạy về nhà lên đây rồi chứ. Ai ngờ nó vẫn giữ chiêu cuối anh em ơi, hơi đen. Cái pha đó mà cái đao có chiêu cuối là tôi lượm một đứa anh em. Bởi vì con gian này á, đầu game nó mang ma chú, mang cái phù hiệu ma chú của tôi á, thì nó đam rất là to luôn, chỉ cần một combo thôi là lên bảng điểm số rồi. Nên là anh em cứ thoải mái mà mấy con máu mỏng á, cứ thoải mái mà bật chiêu cuối lên bay vào trước ha. Nhớ nhá, chơi này, ơi rồi, tôi xong cho ta hụt cái chiêu cuối rồi. Cover cho ta nhé anh em, đấy mình đỡ cái chiêu cuối của Triệu Vân để cho ta về ha. Chứ không có phần này mà để ra ta bị ăn chiêu cuối là có khi cút đấy. Ừ, không có đùa đâu. Rồi, chắc là mình nghĩ là khả năng cao là con Kera nó nghi nó quay lại nó ăn con Caesar đó. Không dừng mình chịu khó vào để ý con Caesar coi. Để mình xuống mình check thử coi. Úi dồi ôi, mình vừa nói xong cái ra nó tiêu rồi. Ông rừng mình không có để ý gì hết nhỉ. Thường thường có mục tiêu nó ra rồi á, tem bạn không còn quái gì hết á. Anh em thấy bên phần rừng đó không? Không còn một con bùa hay không còn một con gì hết, nó còn có cái nhỏ à. Nên là khả năng cao thì nó sẽ vào Caesar ăn lắm. Nên là thường thường mình đi rừng á, cái đó là cách mình đọc map anh em. Đấy, mình đoán map á, mình đọc vậy nó chuẩn hơn rồi. Từ canh đánh cửa. Ui. Để nó cãi mất tiêu rồi, nó không sao, đổi máu xíu đi xong rồi mình ra mình dọn lính nhá. Tầm này mình sẽ đánh lá hít thôi, để cho lính tự bắn chết. Để con Triệu Vân nó không ăn được vàng nhá mọi người. Nó cứ ra mình gõ thôi anh em, không cho nó ra hưởng vàng nha. Đó anh em cứ đứng đây nghe, anh em canh nó, không cho hưởng vàng. Nhưng mà nhớ nhìn map con Kera nhá. Con Kera đến thì mình phải lui ha. Rồi, ok bây giờ mình lượm được hai con quái rồi. Triệu Vân không ăn được 2 con quái thì mình sẽ bỏ đi, cho nó ăn quái nhỏ đi, mình đi về mình farm ha. Đấy, như thế là anh em vừa giúp nó thọt nè, vừa khiến nó ôm mà không có vàng. Đấy, cái đó gọi là đóng băng lính nha mọi người. Rồi, con này thì cứ vô đổi máu xíu ha. Rồi, chém cái này, rồi lui tí này, rồi đánh thường chiêu 2 cái, đánh thường cái rồi lui ha. Rồi, tầm này Triệu Vân hết mana rồi, nó chẳng dám gõ mình đâu anh em ơi. Đấy, con này có rừng ganh nè, anh em thấy rừng ở dưới không? Rồi, đấm luôn. Rồi, chiêu 2, chiêu bột và chiêu cuối tốc biến luôn đi cho đỡ bị chủ quán mất máu ha. Từ từ anh em chưa thấy Kera nha. Tôi đi vòng xuống dưới. À Kera ở dưới tiêu rồi. Rồi, nhưng mà không sao. Đấy, nói chung là anh em cứ để ý map nhỏ là được. Chơi game á, mình phải vừa đi đường á, mình cũng phải vừa để ý cái map nhỏ của mình nữa. Anh em phải lia mắt liên tục vào thì nhiều khi
anh em mải giao tranh á, tôi nhiều khi tôi giao tranh tổng thì mới kiểu ít khi liên map thôi, còn mà đánh thằng nhỏ này tôi cũng hay liên map mọi người, kiểu mình còn phải để ý nhiều khi thằng rừng nó ganh hay là thêm nó lên á, mình còn biết lui một nhịp cho nó kịp chứ không có là để vậy là đi luôn á. Rồi hay này, phát này biết bắt được à, thôi bỏ đi, ăn thằng văn heo này, thằng cái đá xá lắm. Rồi lượm văn heo ha, đó nói chung là đi xuống đường dưới này lượm được mà khá là thơm rồi đó. Từ từ quay lại đằng sau này, rồi bỏ đi dí nữa nè, ăn được không? Ui chấm máu à, nè bắt thằng này, đúng rồi bắt thằng này nè, đúng rồi dí nó. Ừ rồi ok đó, đó nói chung là đi canh một phát ăn được hai mạng là coi nhiều quá thơm rồi. Đường trên cũng bỏ ok, ông rừng ông làm gì đấy, rồi mình nghi rừng cút lắm nha mọi người, ông rừng này nghi cút lắm nha, đấy biết ngay mà, trời ơi tham lam đi không đấy, trời ơi lại ông nội luôn á, ông ăn được một mạng kia rồi ông về ông ăn con rồng đi, ông còn tham lam ông ra ông trích xem con du ấy còn ở đó mới chịu cơ, chịu chán thật đấy, trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên lại đường trên, mình đi farm thế nha mọi người. Nói chung là con gian này á, đi đường trên anh em cần farm khá là nhiều đấy, bởi vì con gian này á, đi đường á, so với đi rừng á thì nó sẽ farm không nhanh hơn bằng đi rừng đâu. Đi rừng này anh em sẽ lên cấp 12 rất là sớm luôn, nên là nếu mà đi đường trên anh phải chịu khó, đánh nhau không được thì thôi đi về farm ha, đừng có bỏ lính. Anh em bỏ lính nhiều quá là anh em thọt đấy, lúc anh em thọt anh em không có đồ anh em khó chơi lắm, anh em biết rồi, con gian này mà bị ép hay bị gì đó nó phế quá không có đồ là rất là khó chơi đúng không, trừ khi nó lên được cấp 12 sớm á thì nó mới ép được thôi anh em ơi. Anh em mà kiểu đã bị ép rồi nha mà anh em còn không chịu khó farm lên cấp 12 đó thì anh em rất là khó lật. Tức là nhiều ông mà kiểu cứ kêu con gian nó yếu á, dễ bị ép á các kiểu á là không đúng, bởi vì anh em không chịu farm đó mọi người. Rồi farm này thì Kera vào đi, chắc là mình sẽ vào đây mình lượm thôi, cố lên dí nó, trời ơi dí luôn, đánh thương cái, ui chấm máu thiếu tí máu đen vai trời ông, hơi đen vào đó anh em ạ, tí xíu là ăn được Kera rồi nhưng mà không đủ đam anh em ơi. Vào đó mà kiểu rừng mà kiểu rướn rướn với mình đánh xíu là đẹp rồi. Ê lộ sai chưa, rồi lượm luôn, thôi đi luôn máy bay, tôi chạy đây, tôi không cứu được pha này nha. Pha này thì kiểu ơi hay kìa, ui tự nhiên Dorian em cho cái chưa cuối cái là tự nhiên Triệu Vân à rừng mình sống luôn anh em, ảo thật đấy. Rồi anh em thấy không, Triệu Vân nó có chưa cuối nó gặp đau chưa, nên là cho dù anh em đánh kiểu gì cũng vậy, khi nó đã đập chưa cuối vào rồi á anh em chịu khó né này nha. Rồi pha này nấp đây này anh em, nấp nha đấy, dừng hiểu pha này, dừng này hiểu ý mình anh em, mình tính nấp đấy nên là dừng cũng biết ý ra qua đây nấp này, mình đợi xem đây rồi rồi bổ hai lần thất tung này khỏi chạy luôn, trời ơi đấy những cái hạt đất bụi này anh em nên chịu khó tích lại cho một nha. Úi giời tốc biến rồi à, thôi dí con này thôi, chạy đi đâu đánh thưởng cái này chạy đi đâu hay đấy, thế là lượng được 3 kill rồi, con thêm con tà hận cũng sắp ra chứ, thế là coi như là mình ăn được mạng mình còn lời gấp đôi nữa anh em, bởi vì anh em ăn được mạng những lúc mà mục tiêu ra này á thì mình rất có lợi anh em. Rồi đây này có chữ cuối của con nhát thế này, rồi bay lên mày, ôi giời phí quá, giây phí đập đau nhỉ, bay vào phát thôi AD nó hết máu rồi, mình biết thế mình thở vào chữ cuối đỡ bị mất. Rồi bây giờ về ăn con mục tiêu nhé mọi người ơi, tầm này anh em nhớ nhá, đi lên cũng vậy, mấy ông nội rừng mình không biết ăn mục tiêu, anh em ăn trước đi xong rồi tí nó thấy nó ra, cứ còn như trường hợp này là anh em thấy nó về nó màu xanh rồi nó không ra rồi đó, trời ơi tí nó mà rừng nó mà qua cướp được cái là tôi chắc là hơi cay ông rừng đấy. Rồi ok đi farm tiếp nhé mọi người, tầm này cứ thấy lính ở đâu là farm thôi, cứ tập trung farm cho mình, tí nữa anh em mà đủ 3 món đồ đam á, tiêu đồ của mình á, anh em là anh em đam rất là bự luôn, thực sự đi đường trên á đam của con gian rất là to luôn, nhưng mà nhớ phải mang phù hiệu ma chú cho mọi người, anh em đi đường anh em mang phù hiệu ma tính với cả mang phù hiệu đấu sĩ, đầu game anh em solo ít lại ai lắm, nên nhớ là đi đường si sơ á thì anh em chịu khó mang cái phù hiệu ma chú như mình nha anh em, đó anh em cứ soạn đồ soạn phù hiệu ma chú là được. Còn bảng ngọc thì tôi vẫn khuyên anh em nên chơi bảng ngọc của tôi anh em, cái bảng ngọc mà có tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng á, cái bảng ngọc đó mới ngon đấy, bảng ngọc đó đi đường solo sướng lắm anh em, bởi vì anh em đánh nhau suốt mà việc mà anh em solo kill với người ta và anh em nổ chí mạng á thì nó rất dễ để anh em có thể out ngay đối phương anh em, nên là cứ chơi bảng ngọc sát thương chí mạng của tôi đi ha, còn đi rừng thì mang bảng ngọc câu vật lý thì cho nó farm cho nó nhanh đấy. Ok ha, bây giờ mình đang định đi canh nhưng mà tem mình đi mất AD rồi nên là thôi đi về dọn con chi sơ ha. À đây, đẹp này. Ui, trời ơi, nó lướt ra ấy nhỉ. Thôi, bỏ nha anh em, bỏ đi về ăn si sơ, dọn lính đa, lính một đống kìa mấy ông nội nhìn đi. Anh em chơi game anh em phải để ý chứ, nhiều khi không phải lúc nào cũng combat được đâu. Lính mình đang cao thì chịu khó luôn một nhịp đi rồi hắn dọn lính xong rồi hắn combat. Nhiều ông kiểu cứ thấy combat được là combat á. Phần này lui tí nhá. Rồi, tốc biến chắc tốc biến không quá. Từ nhá anh em. Ô, thôi tốc biến đi cho anh lành. Chịu bảo nó tốc biến theo mình chứ, mình đang tưởng giữ được tốc biến tí nữa mình có cái chiêu cuối thì bắt qua đây dễ hơn đấy. Rồi hay kìa, lượm luôn
Hay, đó, thế là được rồi. Ăn được AD thế này là ngon rồi anh em. Bắn heo trận này hơi khó được bắn, bởi vì team mình toàn mấy con tướng lao vào mà. Bây giờ kiểu chỉ cần có Zephyr bay chiều cuối vào mọi người thì mình dễ vào hơn anh em. Con bánh heo này nó mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà gặp con Zephyr mà có choáng phụ mình nữa thì thôi, kiểu gì cũng cút à. Cứ bị dính chiều cuối về Zephyr thôi, mình lao vào thêm một nhịp nữa là đi, bởi vì cơ bản là mình đi đường trên á, đam mình rất là bự luôn, mình đánh vài cái là đi à đấy. Nên là anh em nhớ nha, đi đường trên á đừng có được semi nhiều quá, anh em nâng ít nhất phải ba món đồ đam như mình, và món tem cái đồ của mình á là mình nâng nâng bốn món đam á, bởi vì cái giáp cuồng nộ cũng có tăng một xíu đam nha. Đấy, vừa vừa có tanh này vừa có đam nên là khá là ngon rồi. Và chữ cuối này mày, ui nó biết ở trong bụi à, thôi nha, lui 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 lui, nó biết ở trong bụi trước rồi nên là mình lui tạm một nhịp nha, chứ không có là ở đó là tí nữa là van heo là kịp là mình bắn mình không trượt đâu. Cứ lui ha, vào đánh được thì đánh, không đánh thì thôi. Thường thường cái kiểu pha đó tôi nghĩ là nó không biết mình đâu, thì mình sẽ vào mình dồn combo trước, mà ai ngờ nó nhảy vào mình trước anh em, thế là mình phải lui rồi. Tầm này từ từ nhé anh em, tem nó đang ở gần đây mình không ra vội nha, mình đợi có lính nó xuống một xíu là mình hãng ra ha. Rồi giờ phải lui nè, em mà cố cố farm cao quá tí nó kéo nó vòng nó kéo phát bắt là chạy không nổi đâu. Nhớ nhá anh em, nhớ luôn nhìn map nhá, mình để ý đó, anh em phải đọc map em kỹ vào. Nhiều cái pha anh em nhìn thấy pha này không, tem mạng nó không lộ sai tí nào hết nên mình không thể nào mình lên cao ẩu ẩu được, mình mà lên cao ẩu không trách bụi hết đó, là dễ cút lắm anh em đó, anh nhớ để ý ha. Rồi anh em thấy không, pha này có Kera với cả mid nó ở bên bên trái mình đúng không, thì khả năng cao tem mạng nó gần đây lắm anh em, nó ở rất gần đây luôn. Nhưng mà mình sẽ không có lên cao, mình farm lính nhé mọi người, mình sẽ đợi lính xuống xíu, thấp thấp xíu đây là thấp, thấp tầm cỡ này đi thì mình còn có khả năng mình chạy được nếu mà nó bắt mình ha. Rồi mình nghĩ là nó sẽ ăn Conciser đấy, nên là mình qua mình đây mình qua check tí ha, chắc khả năng cao là ăn rồi đó. Ồ ừ ăn rồi, nhưng mà hay không ấy, hay kìa, ừ hay, trời ra ra trận này chơi hay quá mọi người. Đấy thế là lượng mít rồi, bây giờ đây đây đây, đây bọc 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 bọc, bắt luôn đánh anh em, đánh luôn, sợ gì cho nó đập đi. Trời ơi, rồi đi qua phần bồ xanh cái này, tầm này mình đang có đột biến nha anh em, tầm này mình thấy ông mau giấy đến bạn đứa nào ẩu ẩu cái nhất là ông AD á, là mình tốc biến vào mình chơi luôn á. Rồi hay kìa, nhưng mà khả năng có tốc biến rồi, biết ngay mà. Rồi tốc biến vào bắt luôn nha anh em, quạt cái này rồi lui tí, bổ cái rồi lui tí nha, rồi quay để đánh cái thường cái này rồi lui cái tiếp. Đánh nhấp nhả mọi người, rồi phải bỏ đi được rồi, lời 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 rồi đi về dọn lính anh em. Trời ơi, lính đường trên cao vãi, mình quên mất không để ý lính ạ. Đừng 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 kiếm ông trời, kiếm ông kiếm ông, đừng đừng để mất trụ nhá. Trời ơi, ngồi trong mất trụ rồi mọi người ơi, khó rồi, cái này khó đỡ trụ rồi. Thôi kệ ông sao. Ôi ui hên, trời ơi phải hên quá, trụ còn một chấm máu nhỏ ạ. Cứ tưởng đi trụ chứ, anh em không mất trụ anh em đỡ hơn anh em, bởi vì anh em mất trụ rồi có lính siêu cấp thì mình phải dọn mệt hơn. Hên quá, vẫn kịp một xíu thời gian ha. Rồi phải để bạn nó qua này anh em, từ từ kệ nha anh em, mình phải đánh chơi luôn nha. Từ từ anh em dụ đi, tầm này mình chơi được đó, mình đợi thêm mình lên ha. Rồi lên anh em, bắt luôn con SB này, rồi lượm 2 kill này, lui tí anh em, vừa đánh blue nha, con chịu vẫn đang có chiều cuối. Rồi phải vào bắt tiếp nè, cả Juve hết chiêu này, mình sẽ vào tiếp ha. Nếu như vào nãy mình còn lui để mình còn né Juve nữa anh em, rồi lui tí. Ok, mình đã cố tình mình lui một nhịp rồi, thế mà vẫn dính ạ. Rồi, hay, đây, vào luôn, bổ luôn, chiêu 2 tiếp nè, vào 4 trong chỗ luôn, quạt phát chiêu 1, bùm. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ua, hình như pha này win rồi anh em, team mình quét sạch luôn rồi. Rồi, ôi, làm một pha thôi, thế là win luôn. Rồi, ok, nói chung là cũng cảm ơn anh em đã coi clip của mình nha. Nếu thấy hay thì quên mình xin một like, cũng như một lời đăng ký kênh của mình, cảm ơn rất là nhiều ha. Ok, bye bye anh em, hẹn anh em ở clip sau nhá.